Rồi rồi rồi, đợt này các anh em game thủ đến công chuyện luôn. Tại vì sao? Tại vì nhà LG đã mang đến cho các anh em một chiếc màn Ultra Gear 27GS85WB và với tần số quét là lên tới 200Hz, cùng với đó là tấm nền Nano IPS. Thì khi mà chúng ta chơi game này sẽ nhận được cái thước màu chân thật này sống động và cùng với đó là mượt mà nhất. Và những cái thông số này nó có những gì đặc biệt mà các anh em game thủ phải đến công chuyện luôn? Thì bây giờ xin chào mọi người đã quay trở lại với Hai Con. Đầu tiên thì về thiết kế thì ở mặt trước chúng ta thấy này full viền và cùng với đó là dòng chữ Ultra Gear bóng lên rất là sang trọng. Và màn hình này lên tới 27 inch. Còn về mặt sau thì chúng ta lại tiếp tục thấy logo Ultra Gear bóng lên này, ánh kim này và lên tới 8 cổng kết nối. Và ở phiên bản tiền nhiệm trước đó là 27GS75W thì chỉ có 5 cổng kết nối thôi. Thì cái phiên bản này nó được nâng cấp lên tới 3 cổng kết nối nữa mọi người ạ. Tiếp đến là về phần chân đế này, mình Phong thấy rất là chắc chắn và cứng cáp. Tại vì sao? Để chịu được cái trọng tải khi mà chúng ta xoay dọc hoặc là xoay ngang cái chiếc màn này. Và ngoài ra nó còn chịu được những cái thông số khủng đến từ chiếc màn này. À, mày nhắc đến những thông số khủng đúng không? Theo chồng mình Phong tìm hiểu về chiếc màn này nữa nhá. Và mặt sau của nó khi mà chúng ta xoay hoặc là không thích xoay nữa thì chúng ta có thể gắn thêm armchair màn hình. Tại vì sao? Chiếc màn này còn hỗ trợ VESA mọi người ạ. Tiếp đến về thông số của chiếc màn này thì là độ phân giải đó là QHD và tấm nền đó là Nano IPS. Bình thường IPS thôi đã nhận được cái thước màu đó là sống động và chân thật nhất rồi đúng không? Còn cái đây thêm chữ Nano nữa mọi người ạ. Thì tại vì sao? Để nó giúp cho các anh em game thủ khi mà chơi game nhận được cái màu đậm hơn này cũng như là nịnh mắt hơn. Và tần số quét của chiếc màn này lên tới 200Hz và tốc độ phản hồi là 1ms để cho tránh cái tình trạng xé hình cũng như giật lag khi mà chúng ta chơi những cái tựa game nặng hay là FPS cao. Và để cho các anh em của chúng ta có cái nhìn chân thật hơn về chiếc màn này thì bây giờ Minh Phong sẽ test thông số cũng như là test độ chuẩn màu ở chiếc màn này xem thử nó như thế nào nhá. Về độ bao phủ màu ở chiếc màn này thì Minh Phong thấy là 100% sRGB này, 90% Adobe RGB và 95% DCI-P3 này và 86% NTSC. Rồi và ngoài ra cái độ bao phủ màu thì chúng ta sẽ thấy là cái độ chuẩn màu ở chiếc màn này thì Minh Phong thấy là thấp nhất là 0.3 và cao nhất đó là 3.97 và trung bình đó là 2.03. Và nhìn chung thì khi mà đo cái độ chuẩn màu này cũng như là cái độ bao phủ màu của chiếc màn này thì Minh Phong thấy chiếc màn này rất phù hợp cho các anh em game thủ để chơi những cái tựa game nặng cũng như là FPS cao. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin ở chiếc màn LG 27GS85WB. Và các anh em nào muốn Minh Phong test thêm ở chiếc màn này nữa thì hãy comment ở phần dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hai Con.